Thành phố Hồ Chí Minh chăm lo Tết Nguyên đán 2022 cho người dân. Dịp Tết Nguyên đán 2022, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tặng quà Tết cho từng đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, bảo trợ xã hội hay các trạm y tế, bệnh viện già chiến, các khu phố, doanh nghiệp đã tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19 với nhiều mức chăm lo khác nhau. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn đồng ý thông qua kế hoạch tổ chức hoạt động và kinh phí chăm lo Tết nhâm dần 2022. Theo đó, trong dịp Tết 2022, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đi thăm và tặng quà Tết tới hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, bảo trợ xã hội hay các trạm y tế, bệnh viện giả chiến, các khu phố, doanh nghiệp đã tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19. Tổng kinh phí chăm lo dịp Tết Nguyên đán 2022 là hơn 901 tỷ đồng, tăng 108 tỷ đồng so với Tết 2021. Cụ thể, đối với các hộ gia đình chính sách, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thăm và tặng quà cho 415 cán bộ lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức, mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, thương binh nặng hạng đặc biệt, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm 81% đặc biệt nặng với mức quà trị giá 3,1 triệu đồng mỗi suất, bằng với Tết Nguyên đáng 2021. Ngoài ra, sẽ có phần quà trị giá 1,7 triệu đồng mỗi suất tặng 1.132 thương binh nặng, bệnh binh, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, thân nhân của hai liệt sĩ trở lên. Thành phố Hồ Chí Minh cũng dành phần quà 1,3 triệu đồng mỗi suất tặng hơn 307.300 đối tượng chính sách có công khác, hưu trí quân đội, hưu trí viên chức, tai nạn lao động. Theo thống kê, các diện này tăng gần 15.500 trường hợp so với năm 2021 do tăng cán bộ hưu trí và tăng người hưởng chính sách từ các tỉnh. Thanh chuyển về thành phố Hồ Chí Minh, đối với cán bộ, công chức, viên chức, Thành phố có hơn 144.100 người đang công tác trong khu vực hành chính sự nghiệp khối thành phố, quận huyện và một số cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc ngành dọc, kể cả các tổ chức đảng, đoàn thể và cán bộ phường, xã, thị trấn sẽ được chăm lo Tết bằng các phần quà có giá trị 1,5 triệu đồng mỗi suất. Đối với các hộ nghèo, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tặng 1,25 triệu đồng mỗi suất tới 45.000 hộ nghèo gồm hộ vừa thoát chuẩn nghèo. Ngoài ra, Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên số hộ nghèo được tặng qua Tết tăng hơn 26.300 hộ. Đối với gần 155.000 người diện bảo trợ xã hội, khuyết tật, người già trên 80 tuổi trở lên, mỗi người được nhận 1,15 triệu đồng mỗi người. Số diện này tăng hơn 4.200 người so với Tết 2021 do tốc độ già hóa dân số tăng. Thành phố Hồ Chí Minh đang có ngày càng nhiều người lớn tuổi. Đối với 32 hộ giữ rừng cần giờ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thành phố Hồ Chí Minh sẽ chăm lo và tặng quà Tết với mức 1 triệu đồng mỗi hộ. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên có thêm những đối tượng mới được chăm lo Tết như trẻ em mồ côi vì COVID-19 với 24 suất quà có mức 2,2 triệu đồng mỗi suất, gồm tiền mặt 1,2 triệu đồng và phần quà trị giá 1 triệu đồng, 252 gia đình có cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng tham gia tuyến đầu. Cá nhân tham gia phòng chống dịch bị tử vong do COVID-19 với mức 3 triệu đồng mỗi gia đình. Cùng với đó, 823 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng tham gia tuyến đầu, cá nhân tham gia phòng chống dịch, khó thân nhân chủ yếu hoặc tứ thân phụ mẫu tử vong do COVID-19 được tặng quà với mức 2 triệu đồng mỗi người. Trong dịp Tết 2022, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các đoàn đi thăm 310 trạm y tế với 2.222 nhân viên và 391 trạm y tế lưu động với 1.437 nhân viên y tế, người hỗ trợ, phục vụ. Mức quà tặng được sở đề nghị là 1 triệu đồng mỗi trạm y tế và 1 triệu đồng mỗi người tại các trạm y tế. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tặng quà Tết 5 cơ sở y tế tư nhân tiêu biểu, 15 bệnh viện gia chiến điều trị COVID-19, hơn 2.000 ấp, khu phố và 45 doanh nghiệp tiêu biểu, 4 cơ sở tôn giáo tiêu biểu có đóng góp tích cực cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Cuối cùng, sẽ thăm và tặng quà Tết cho 46 tập thể. 11 thân nhân liệt sĩ quần chúng và 66 người tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với phần quà từ 500.000 đồng, 1 triệu đồng mỗi suất. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.